Địch Lệ Nhiệt Ba bám víu Trương Nghệ Mưu để cứu cánh sự nghiệp, sắp kết đôi Dịch Dương Thiên Tỷ. Mới đây, thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ chính trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được lan truyền khắp mạng xã hội, khiến dân tình không ngừng bàn tán. Cộng đồng mạng dậy sóng khi biết tin mỹ nhân Tân Cương hợp tác cùng Dịch Dương Thiên Tỷ trong dự án phim Liên Minh Huyền Thoại của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Mặc dù người trong cuộc cũng chưa lên tiếng phản hồi, mới chỉ là tin đồn, nhưng đã leo thẳng lên top tìm kiếm nóng nhất trên Weibo. Là đạo diễn nổi tiếng vương tầm thế giới, những bộ phim do quốc sư Trương Nghệ Mưu làm ra luôn được đề cao và coi trọng. Chính vì thế, những nghệ sĩ hay diễn viên được làm việc cùng với ông cũng là người không phải dạng vừa. Do đó, khi rộ lên thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ góp mặt trong phim của Trương Nghệ Mưu, rất nhiều người hâm mộ đều hy vọng cô thực sự được quốc sư nhìn trúng và trao cho cơ hội. Như vậy sẽ giúp nữ diễn viên cứu vớt phần nào danh tiếng sau thất bại của Công Tố và An Lạc Truyện. Được biết, Liên Minh Huyền Thoại là một trong những bộ web drama hiếm hoi mà Trương Nghệ Mưu thực hiện. Phim là kịch bản gốc không phải chuyển thể, đề tài eSports do Từ Tố đảm nhận vai trò biên kịch. Cũng theo đồn đoán, ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba và Dịch Dương Thiên Tỷ, Liên Minh Huyền Thoại còn có sự góp mặt của Tống Mã Hiền, Mã Gia Kỳ đóng vai phụ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba tuy đã đi diễn nhiều năm, là sở hữu chiếc cúp thị hậu Kim Ưng danh giá, nhưng khả năng diễn xuất kém vô cùng, thậm chí còn có chiều hướng tụt dốc không phanh, khiến họ cực kỳ thất vọng. Cô là người duy nhất trong làng giải trí Hoa ngữ không có bộ phim bạo nào dù mang danh đỉnh lưu. Vì lẽ đó, khán giả càng có thêm cơ sở để khẳng định với diễn xuất lúc trầm lúc bổng của Địch Lệ Nhiệt Ba, chắc chắn đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ loại ngay từ đầu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tin rằng vị quốc sư sẽ để dành vai nữ chính Liên Minh Huyền Thoại cho nàng thơ của ông là Lưu Hạo Tồn. Trước đây, Dịch Dương Thiên Tỷ ra mắt làng giải trí với tư cách là ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng TFBOYS năm 2013, gồm có 3 thành viên là Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải. Ngoài ca hát, Dịch Dương Thiên Tỷ Jackson G còn thành thạo nhiều loại hình văn hóa truyền thống của Trung Quốc và chơi được nhiều loại nhạc cụ như sáo, hồ lô, guitar, trống. Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỷ bắt đầu lấn sân sang đóng phim ngắn hoặc với vai trò khách mời, vai diễn đặc biệt như Tiểu Biệt Ly, Trư Tiên Thanh Vân Chí, Tư Mỹ Nhân, Bác sĩ Trung Quốc. Đồng thời, anh cũng tham gia lồng tiếng cho một số bộ phim khác. Năm 2017, Dịch Dương Thiên Tỷ đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn khi các phim của anh đóng chính đều thành công vang dội cả về chuyên môn lẫn doanh thu. Điển hình như các phim Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta, Trường An 12 Canh Giờ, Trường Tân Hồ, Em Của Thời Niên Thiếu. Trong đó, Em Của Thời Niên Thiếu đạt doanh thu rất cao, thành công mang lại tiếng vang lớn cho cả Dịch Dương Thiên Tỷ và Châu Đông Vũ. Theo đó, Châu Đông Vũ đoạt 2 giải ảnh hậu Kim Tượng và Kim Kê, trở thành tam kim ảnh hậu trẻ nhất. Còn Dịch Dương Thiên Tỷ đoạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng. Có thể thấy, mặc dù xuất thân là ca sĩ thần tượng, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ ngày càng chứng minh được năng lực diễn xuất của mình. Khả năng thiên phú cộng với sự chăm chỉ, cố gắng và học hỏi của Dịch Dương Thiên Tỷ khiến khán giả tin rằng nếu anh và Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự sánh vai trong Liên Minh Huyền Thoại, sẽ tạo ra một màn kết hợp vô cùng đặc sắc và mang đến làn gió mới cho cộng đồng yêu thích phim. Cũng từng có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ kết hợp cùng Dịch Dương Thiên Tỷ trong phim Lưu Lạc Địa Cầu 2. Đây là bộ phim đạt hơn 4 tỷ nhân dân tệ doanh thu phòng vé năm 2019, nằm trong top những bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó mà khi công chiếu đã không có sự xuất hiện của cặp đôi này. Chính vì thế, người hâm mộ lại càng mong sẽ được nhìn thấy cả hai hợp tác trong Liên Minh Huyền Thoại của Trương Nghệ Mưu.